này giới thiệu nghe còn hay hơn. Cái này là đàn trưng, nhưng mọi người thường gọi ở trong làng á, thì đây là đàn trưng lơi, đinh cóc. Nó không phải là đàn trưng, đàn trưng là gọi chung thôi. Thì đàn trưng thì cách làm á, rất là khó, mà đòi hỏi tức là mình có sẵn nhạc trong đầu á. Thì cái này là mình thổi âm thanh, là mình vóp, từ mình thổi xong rồi mình vóp. Là ví dụ nhé. Bây giờ em nói là đầu lên rừng chặt lỗ ô hả? Không biết đâu, khó lắm. Đó, đó là nghề nghiệp đó. Em làm giữa nhà xíu nhé. Rửa bé quá vậy? Dạ. Bé lắm. Cái này trước khi làm cái này thì mình thổi trước. Đó. Cái này mình chuẩn nhất là mình cắt theo cái này thôi. Thì là mình thổi trước là mình cắt. Tức là cắt. Tối đây lấy tông. Lấy tông, dạ. Lấy tông. Là thổi trước, không phải là mình làm cứ làm là không phải cái này là mình phải thổi trước. Thổi từng cung giống như lên dây vậy á. Lên dây là phát ra bằng miệng. Mình dùng loại tre nào? Cái này là nứa. Thì tre thì chắc chắn là nó phải chắc, già chắc tốt. Là nếu mà non á thì nó dễ rất là bị phô. Dễ bị khô lắm, còn già lắm, tức là già lắm thì nó lại bị nứt. Mình cho làm sao mà là tốt, tức là người ta thường gọi là tre cỡ 3 em, 4 em, tức là em, tức là nó lớn rồi, có tức là mọc thêm là 1 em, mọc thêm 1 năm là 2 em, là 2 em, 3 em vậy, là tre đó là rất là tốt. Dạ, tre 3 em, 2 em vậy. Cái này là cái đầu là mình thổi là âm thanh này. Bây giờ ta thá đi, tức là ta vót đi, nó lại âm thanh khác. Ý, đừng có vót chứ, rồi nó hư của mình sao? Chứ là y đâu. Đó, bây giờ nó không khác lên, nó xuống dây lên. Đó, nó không kêu được. Bây giờ mình cho nó lên dây thì cắt hai đầu này, nó lên lại. Đó, tí là gì mai lo dọn nhà nha. Từ từ lại mẹ. Cái này phải ngồi, không phải là đứng lại. Đúng rồi, ngồi thôi. Ngồi kiểu như vậy đấy. Giờ đi. Lên dần. Tí nữa. Lên nữa. Tức mà vót hai bên này sợ nó bị tè. Bị tè. Đúng cái âm. Thì mình thổi cái này với cái này, tức là âm thanh với cái mình thổi này nó cũng trùng hợp không? Thì nó được đó. Đó là được rồi. Thì nếu mình cắt lên thì âm thanh lại cao. Cắt lên thì lại cao, thả xuống cái này là bị thấp. Hai bên này thấp, hai bên này là cao. Còn cái gì đâu.